Một năm đầy khó khăn của bóng đá nói chung vì Covid-19, nhưng với các em nhỏ vừa trúng tuyển vào trung tâm thể thao Viettel, tất cả những lo lắng giờ sẽ nhường chỗ cho khát khao thể hiện mình. Rốt cuộc, các em đã có cơ hội tập bóng đá chuyên nghiệp. Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ về những ngày đầu đáng nhớ của các em tại trung tâm thể thao Viettel. Lên đây cùng các anh các bạn có thể được đuổi theo đam mê đá bóng. Gia đình con cũng chúc mừng con có thể lên đây đá bóng thật giỏi để cống hiến cho đất nước. Trước khi tới Viettel, các câu lạc bộ khác như BVF, BKMX và Juventus đều muốn con vô học viện của họ, nhưng con đã chọn Viettel là nơi cập bến của con vì con nghĩ Viettel là học viện tốt nhất Việt Nam hiện tại. Con đã cố gắng vượt qua rất nhiều bạn để đỗ được Viettel, rất là hồi hộp ạ. Đến ngày đi ở nhà con để làm mấy mâm để mời hàng xóm đến chia vui, rất nhiều người chúc mừng lên tập luyện cố gắng và để đạt được ước mơ. Con lên đây thì con đi tham quan khu sống của Viettel. Con đi lân quanh thì con cảm thấy thích thú và sinh tập rất là cỏ, rất là mượt và xanh. Con rất thích đá xanh cỏ. Con thấy phòng gym, phòng sông hơi, hai phòng đấy rất là đẹp cho các anh đội 1 và toàn thể những con người ở trung tâm Viettel vào đấy để hồi phục nhanh hơn. Cảm thấy rất là vinh dự khi được đến đây ạ. Các bạn trẻ rất háo hức và mong chờ đến ngày để được lên trung tâm để bắt đầu tập luyện, bắt đầu theo nhập học vào trong trung tâm. Con thích trung tâm Viettel bởi vì ở đây có tính kỷ luật cao và tính tự lập, sinh hoạt rất khác ở nhà. Sáng ngày ra ngủ dậy là phải tự gấp chăn gối, quần áo. Trước khi ngủ là phải đến xuống tầng điểm danh và trước khi đi ăn cơm là phải xếp hàng. Còn nhà đã chuẩn bị cho mình những hành trang lên đường, giặt quần áo, dậy sớm hơn mọi ngày để lên đây bắt nhịp nhanh hơn. Những gì con chưa biết là thầy nói ra. Ngày đầu tiên thì con còn bỡ ngỡ và không biết gì. Và sau khi ở ngoại anh thì các anh cũng chia sẻ, xong rồi các anh dạy những cái gì mà con chưa biết. Trước khi con lên đây con đã nghĩ là lên đây phải tự lập, không có bố mẹ giúp thì mình cũng phải tự mình làm ạ. Làm vệ sinh thì con không biết dọn, bởi vì ở nhà bố mẹ con và anh con dọn cho hết, con phải làm gì và lên đây các anh hướng dẫn cho con thì con mới biết dọn. Thì các bạn mới vào đây nhưng các bạn vẫn còn đang rất là hồn nhiên, các bạn chưa theo được nề nếp của đội, vẫn còn chảy mạng, còn đùa nghịch nhiếc nhiều, mình vẫn phải nhắc nhở các bạn nhiều để cho các bạn làm quen dần. Có bạn khóc vì nhớ nhà. Mỗi tối thầy phát điện thoại thì con liền gọi cho ba mẹ, chúc ba mẹ nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống, chơi với các bạn để đỡ nhớ hơn. Đây mặc dù ở miền Bắc nhưng mà con vẫn ăn được, nó cũng rất ngon và hợp với con, như món cá chiên hay là thịt luộc.
thích nhất lên đây là mình được chơi với đam mê của mình. Mấy ngày đầu thì tập cũng mệt mà cũng hơi khó khăn, việc tập tâng bóng cũng còn phải tâng nhiều, tâng má ngoài lòng, tâng đùi, tâng đầu. Khác với ở trung tâm con thường học ở Đồng Nai, nhưng con sẽ cố gắng để tập luyện đồng hành cùng với thầy và các bạn. Khi con lên đây thì không biết tâng vai mới cả, tâng má ngoài, con chỉ tâng được 2 quả. Các thầy chỉ bảo thì con dần dần con lên được 5-10 quả. Ban huấn luyện cũng phải ra giáo án thì cũng phải để cho các bạn làm quen dần dần, bởi vì các bạn cũng mới tập trung. Khi biết dịch Covid bùng phát thì con phải chờ rất lâu, con sốt ruột. Và khi lên đây thì con rất mong muốn trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Ảnh hưởng vì Covid thì vượt qua tất cả thì các bạn cũng đã có mặt ở trung tâm. Trong môi trường tương đối khép kín như này thì các bạn rất là có thể yên tâm để tiếp tục tập luyện, học tập.